Shop mà shop bất sướng .vn shop ạc uy tín liên quân giá rẻ các bạn ơi. Các bạn hãy xem ngay những shop nick cực kỳ đỉnh cao ắc liên quân giá siêu rẻ, cực rẻ và ắc cực ngon các bạn nhá. Trò chơi cực kỳ hấp dẫn, cơ hội trúng thưởng 9999 kim cương và chắc chắn rồi, các bạn sẽ thử bật máy ắc liên quân và ắc cực ngon 100% vào được các bạn ơi. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi gắm đến toàn thể tất cả các bạn một trận đấu Nakroth. Và những bạn nào đã từng xem livestream của mình trong thời gian gần đây thì chúng ta có thể thấy được Nakroth với kết hợp với Nánh Fanny thì là một cơn ác mộng đối với mình trong các rảnh mà mình đang chơi hiện tại livestream bây giờ các bạn nhé. Thì mình đã cảm thấy một sức mạnh khi một Nánh Fanny nó mạnh, cực kỳ mạnh ở trong cái rảnh của mình thôi. Thì bây giờ mình sẽ gửi gắm đến tất cả các bạn, nếu Nakroth nắm cái Nánh Fanny thì liệu team địch nó có bốc hơi ngay lập tức hay không, thì chúng ta sẽ đến với clip này. Đây là một clip để mình thực hiện cho các bạn thấy được rằng là Nakroth với Nánh Fanny bây giờ chúng ta không còn chơi Nakroth với hết quyến thịnh nổ nữa, mà chúng ta sẽ chơi Nakroth full đam. Thì full đam thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ bị một cái gì đấy bốc hơi ngay lập tức. Nhưng mình tự tin với 10 mùa trôi qua rồi thì tất cả các bạn chơi Nakroth sẽ có những kỹ năng né chiếu hoặc những kỹ năng cắn sát thương rất tốt. Thì mình sẽ không nói nữa và mình đã nói rồi, từ giờ trở đi sẽ có những clip nâng cao, nên cái chuyển mà những cái build khó hay những cái cách chơi khó hơn thì cái đó các bạn phải cố gắng bắt. Và không còn là những cái trận đấu mà gọi là cơ bản như trước xưa kia nữa, nó là một cái chuyển quá xa rồi. Thì thường thì build chuẩn của Na thì sẽ lên bình thường và chúng ta sẽ thấy hết quý thì nổ băng Nánh Fanny. Nhưng để cho các bạn thấy được rõ hơn với cái Nánh Fanny là quan trọng như nào thì mình game này mình sẽ lên 5 Nánh Fanny cho các bạn xem sức mạnh của nó. Nhưng các bạn không nên lên nhá, vì build này nó gọi là build phản khoa học. Đấy, đây là build phản khoa học, nhưng mình khuyến các bạn hãy chơi Nakroth full đam. Đấy là cái mình khuyến các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ có một chút điểm nhấn khi các bạn chơi Nakroth full đam. Thì chúng ta sẽ vìn vào điểm yếu, điểm mạnh và quan trọng nhất thì chúng ta sẽ phải phân tích team địch nó có những thằng nào mạnh. Khi các bạn chơi Nakroth full đam thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ phải phân tích làm gì ạ? Cái chuyện giết người một combo thì chúng ta sẽ không bàn cãi nữa, vì các bạn có nhảy vào thì nó sẽ chết. Thì cái việc chúng ta cắn ở đấy là cắn mình khi nào sẽ chết. Đấy, đó là cái quan trọng đấy. Chẳng hạn cái pha này thì combo được, ủa mảnh thế, cái phần heo nó mảnh nhỉ, có không sao. Thì mình sẽ nói tiếp, đó là chúng ta sẽ cắn làm sao chúng ta sẽ chết. Chẳng hạn mình sẽ ví dụ trong trận đấu này, những trận đấu của các bạn thì sẽ gặp những vị tướng khác, nó sẽ không giống cái clip này. Nhưng chúng ta sẽ với một cái lý thuyết thì chúng ta sẽ tính đoán được. Chẳng hạn trận đấu này thì sẽ có KDC, Vanheen, Toro. Đấy, thì sơ qua ba vị tướng đấy thì chúng ta phải phân tích được khi chúng ta nhảy vào một trong ba vị tướng đấy thì những vị tướng nào sẽ giết được mình. Rồi, có cả Thôn và Mắc thì mình từ từ nói sao, thì gọn gọn đi. KDC nếu mình phun đám về late game mà bị thằng KDC choáng thì đồng nghĩa với việc mình chết. Có thằng Văn Héo như nào ạ? Cũng đồng nghĩa với việc nếu mình bay vào thằng Văn Héo mà bị choáng thì đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ chết. Thì làm như thế nào để chúng ta chơi Nakroth phun đêm về late game chúng ta sẽ không bị chết? Thì mình sẽ có những cái cách phân tích sau đây. Trước tiên các bạn sẽ phân tích, các bạn nếu bay vào những cái vị tướng như Văn Heo In, như cách mình đang bay đây các bạn này, thì Văn Heo In nó sẽ không choáng được mình. Một là chúng ta sẽ bay vào chắc chắn cực kỳ nhanh và khiến đối phương không phản kháng. Cách thứ hai là chúng ta sẽ chắc chắn phải không được cho bọn ấy biết là mình sẽ bay vào nó. Chẳng hạn mình bay vào Văn Heo In thì các bạn làm như thế nào để chúng ta thằng Văn Heo In không biết là mình sẽ bay vào nó, để nó không kịp dung choáng. Đấy, thì đó là cái cách quan trọng. Làm như thế nào ạ? Đơn giản chúng ta sẽ có những cách sau đây. Đầu tiên chúng ta sẽ một combo chớp nhoáng như mình vừa rồi, kết hợp với nó không thể sai mình. Đấy, cái đó mới quan trọng các bạn nhé. Cái đó mới quan trọng, vừa giấu sai mà chúng ta lại vừa phải làm cho một combo cực kỳ chớp nhoáng, tương tự với KDC cũng như vậy. Còn đương nhiên nếu các bạn trước mặt nó nhé, để cho nó thấy nhé, thì các bạn hãy từ bỏ đi cái việc các bạn bay vào nó đi, các bạn sẽ chết ngay lập tức. Đấy, cho nên các bạn phải nắm rõ cho mình cái quan trọng nhất của một vị tướng, bất kể thằng Nakroth hay thằng nào đi chăng nữa, thì các bạn phải vận dụng cho mình. Khi các bạn chơi late game full đám, các bạn rất dễ chết, thì nó phải đòi hỏi bay vào những thằng nào các bạn giết được nó mà nó không giết được lại mình, thì đó chúng ta phải chơi. Đấy, thì để làm như thế nào được như vậy thì nó phải một cái bài toán phân tích rất là nhiều. Đấy, mình sẽ phân tích lại, các bạn biết này, thằng Mắc chiếu ba choáng mình sẽ không quan ngại với nó.
Mình chỉ quan ngại nhất trong trận đấu này là bị thằng Throne nó choáng mình, bị thằng KDC nó choáng, bị thằng KDC hất tung, và tiếp theo là bị thằng Van Hen hất tung choáng mình. Thì cách để quan trọng nhất là chúng ta phải dấu sai với late game nhé. Cái dấu sai này ấy, là cái quan trọng bậc nhất khi các bạn chơi sát thủ các bạn nhé. Nói để cho các bạn hiểu, chứ không các bạn chơi sát thủ mà các cái pha này không đủ đá, chứ không các bạn là cứ đi trước mặt nó, anh ơi em cùng lên đô giống anh, em cùng chơi giống anh, mà không hiểu sao em bay vào vẫn bị choáng và bị bốc hơi. Thì khi các bạn bay vào combat late game ấy, cái pha này mình chết rồi bơm bảo nào, cái pha này biết đủ hay không, thằng mắc cái toàn bay vào mình thế này, ai chơi cho nổi ạ. Khiếp, cái ông này vừa phải thì ông cứ bay suốt ngày thế này chết đấy. Mình sẽ nói tiếp để các bạn hiểu nhá, làm như thế nào để ấy. Thì mình sẽ đơn giản thôi, thì khi các bạn Nakaroth thì không thể nào bay vào 5 thằng được, hoặc không thể bay vào được 3 thằng chủ lực. Chẳng hạn các bạn mà bay vào nhá, trừ khi các bạn hất tung được 3 thằng là Van Heen, Throne và KDC thì bay. Còn nếu có 3 thằng chùm lại thì cái việc các bạn bay vào cũng là phép, vì các bạn bay vào các bạn sẽ chết. Đấy, chẳng hạn như những cái pha này mình bay vào thì hầu như thằng Van Heen nó không bao giờ thấy được mình, và khi nó thấy được mình thì nó sẽ không dùng được chiêu. Đấy, thì đó là cách mà chúng ta chơi các bạn nhé. Cho nên là các bạn phải nên chú ý những cái mà mình cực kỳ gọi là tâm huyết, mình bỏ những cái tâm huyết của mình vào đấy. Đấy, để cho các bạn chơi thật tốt. Về các bạn kế lên full đam hay không full đam thì các bạn nắm được cho mình những cái lý thuyết đấy thì các bạn sẽ tốt. Và mình sẽ chốt hạ lại các bạn khi các bạn cầm full đam là như nào. Mình sẽ không nói về cách các bạn đi gánh hay đi chơi như nào nữa, mà mình nói các bạn cách phân tích và cách cầm đam. Nakaroth chốt các bạn này, Nakaroth là một vị tướng không thể nào có mắt tổng 5 năm được, mà nó chỉ là một vị tướng rất mạnh khi đi lẻ và bắt lẻ và đánh đơn mục tiêu. Chúng ta phải hiểu đánh đơn mục tiêu nhé. Đấy, thì ví dụ như team địch mà nó chùm lẻ 5 thằng thì cái việc đơn giản nhất là chúng ta không bao giờ được lao vào đánh. Chẳng hạn cái pha vừa rồi mình gần chết đấy, các bạn thấy chưa, pha này thì sẽ không vào đâu, thôi chạy rồi. Thì các bạn chỉ được chơi Nakaroth bắt lẻ khi team nó có 2 thằng trở về, 2 thằng đổ về các bạn nhé. Các bạn nên nhớ giúp mình cái vấn đề đấy. Chẳng hạn như KDC và Van Heel thì chúng ta sẽ bắt trong 2 thằng đổ về thôi, không được thêm thằng thứ 3. Thêm thằng thứ 3 thì mình sẽ tỷ lệ chết nhanh hơn. Còn khi chúng ta gặp 2 thằng đấy thì các chúng ta đầu tiên là không được để chúng thấy nó. Các bạn phải làm được cho mình những cái việc này thì các bạn sẽ nghĩ đến cái việc chúng ta sẽ chơi game vào cảnh team, và chúng ta sẽ nghĩ đến cái việc chúng ta lên full nào. Đấy rồi, rồi các bạn đã bị choáng rồi. Máy quá, máy nó rung choáng, lại thằng mắc các bạn. Đấy, cho nên là chỉ một cái mấu chốt quan trọng như vậy thôi. Dấu sai và combo thật nhanh. Nếu các bạn combo trật nhá thì các bạn phải chạy nhanh luôn cho mình, không được ở lại gây đám. Nakaroth mà combo trật không gây hất tung được đối phương để zone combo thì đồng nghĩa với việc Nakaroth sẽ nằm xuống rất nhanh. Đấy, cho nên các bạn hãy nắm rõ cho mình những cái quan trọng đấy, để các bạn chơi bất kể những vị tướng gì hay bất kể những cái trận đấu nào thì trong một trận đấu, ví dụ các bạn xem clip này của mình, các bạn hiểu được gặp KDC sẽ làm gì, gặp thằng Throne phải làm gì, thì các bạn sẽ hiểu được những ví dụ trận đấu các bạn chơi, các bạn gặp những thằng khác đi. Chẳng hạn các bạn gặp những cái thằng gọi là Sơn Lím, gặp Elendor, gặp thằng khác, thì các bạn sẽ có một cái công thức các bạn tính toán đơn giản thôi. Các bạn sẽ tính toán làm thế nào mình bị chết các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy chưa, đấy bay vào tầm Van Heel rồi chạy cái pha này chạy được. các bạn thấy chưa đấy, cứ 3 thằng là Nakaroth chết mà, cho nên chỉ đánh đơn mục tiêu thôi, chỉ tầm 2 thằng đổ về thì chúng ta sẽ cấn được thôi, còn 3 thằng là chạy nhá. Đấy, đó một cái để các bạn tốt rồi. Ví dụ những trận đấu khác thì quan trọng là chúng ta phải phân tích làm như thế nào mình sẽ bị kết đục thằng mắc này các bạn này. Từ các bạn này, mình cấy thằng này lắm, trong một cái trận đấu mà nó bay mình cái chữ ba có là nó bay các bạn ạ, mình không hiểu nó luôn á. Đấy rồi, cho mình xin lỗi các bạn. Tiếp tục này là chúng ta sẽ phân tích team địch, thằng nào sẽ giết được mình đấy, và làm như thế nào nó mới giết được mình. Chúng ta phải đặt câu hỏi như vậy đấy. Chẳng hạn mình sẽ vận dụng thằng KDC. Thằng KDC chỉ giết được mình khi nào ạ? Khi nó sẽ choáng mình. Đấy, khi thằng KDC nó sẽ choáng được mình và nó sẽ giết được mình, hoặc khi nào thì mình sẽ chết. Khi thằng Van Heen nó choáng mình và nó sẽ dồn mình một combo và thằng khác gây thêm đám, thì về việc đồng nghĩa nếu thằng Van Heen mình bị nó choáng mà solo với nó thì đồng việc mình không thua, nhưng nếu mà có thêm một thằng thứ hai thì mình sẽ thua. Đấy, thì mình đã biết được cách là mình bị choáng thì sẽ chết,
thì bây giờ ta sẽ vận dụng từ cái toán bị chết thì ta sẽ làm như nào, thì ta sẽ phải làm như nào khi không bị toán. Câu trả lời là đơn giản vậy đây. Đấy, bị choáng sẽ chết nhưng làm thế nào không bị choáng thì đơn giản thôi, Nakarot có chiêu bá đó. Chúng ta phải combo cho đối phương không kịp choáng mình thì chúng ta sẽ có thể chơi được tốt các bạn nhá. Đấy, thì nôm na là clip của mình, thì với clip mình lên được 5 đánh Vanilla và cho các bạn cảm nhận một trận đấu nó rất là mạnh. Và cái thứ hai, mình truyền đạt cho tất cả các bạn cái cách mà các bạn chơi bất kể những vị tướng nào. Bây giờ không có là cái thời đại chúng ta thích chơi đi chơi và thích vang thì vang, mà bây giờ chúng ta phải có cái sự tính toán. KDC này, ôi không được không. Ủi mạnh chứ. Ủa, một lần chưa bá 1.000 máu. Khi mình hỏi 5-6 lần 6-7.000 máu, một chưa bá là chết một người. Tính gì chứ. Đấy, thì đơn giản thôi. Thì hy vọng các bạn nào để có gì không hiểu thì các bạn hãy comment phía dưới phần bình luận cho mình nhé. Và yên tâm, những clip nào của mình xuất hiện trên kênh Mơ Sướng thì nó sẽ đều có những cái tâm huyết của mình bỏ vào. Thế nên là các bạn đừng quên, đừng có bỏ mình nhé. Và hãy ở lại xem những clip của mình. Và đừng quên tặng một like nhé. Và mình cảm ơn tất cả bạn rất nhiều. Thì đấy là những cái gì mà mình tạm thời thì mình sẽ hướng dẫn các bạn như thế đấy. Còn nâng cao hơn thì từ từ mình sẽ có thể là trong một cái lúc tới mình sẽ có những cái nâng cao hơn. Còn bây giờ thì trận đấu thì nó cũng khá là ấy đó. Thì bây giờ thì mình sẽ khám sắm mà Alalơ một phát thưởng, mình sẽ nhìn nốt. Và chúc các bạn xem clip thật vui vẻ. Đừng quên tặng cho mình một like, một nút comment nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều ở tất cả đấy mày. Yêu. Can I be your superhero? The street.